Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em cùng quay trở lại với kênh của Thắng Nội Địa Úc ha. Thì hôm nay em là Thắng sẽ giới thiệu với anh em một số cái sản phẩm pin mà bên em hiện có cho anh em mình tham khảo. Thì có một hai anh em bình luận đó là Thắng làm một số về cái mẫu máy khoan pin và đầu pin về RYOB để anh coi được cái nào anh triển. Thì đối với anh em nào em cũng xin nhắc ngay từ clip đầu tiên ha, đối với anh em nào mà đã có pin của RYOB 18V thì tất cả giá trên là giá body. Body có nghĩa là body chưa bao gồm pin sạc. Thì anh em mình chỉ cần mua body thôi, nếu mà đã có pin 18V RYOB rồi đó. Còn nếu mà anh em nào chưa có pin thì hãy nghe em clip thân máy là chưa bao gồm pin sạc. Thì anh em có thể cộng pin sạc vô sau khi anh em mà thấy được cái thân máy nào mà anh em hợp lý anh em mình triển ha. Đó là cái vấn đề đầu tiên em xin nói ngay từ đầu clip cho anh em mình dễ hiểu hơn. Là lưu ý giùm em chỗ này một cái, anh em nào có pin sạc rồi chỉ cần mua body thôi. Ví dụ như anh em nào mà có pin sạc của Makita, Thắng ơi bán cho anh thêm cái đế chuyển Makita 150.000 nữa đi xe xài pin sạc, xài pin sạc Makita được luôn. Còn số anh em nào chưa có pin sạc thì mình hãy tập trung để mình biết được giá cái thân máy rồi biết được giá cái cục pin sạc coi nó như thế nào. Đó là để mình ghép bộ, tại vì một cái vấn đề mà đó là một số anh em á cứ tưởng ví dụ như cái body là 500.000 đi là anh em cứ tưởng là full pin sạc rồi. Mà thiệt ra là không phải, nó chưa bao gồm pin sạc. Tại vì em thường thường em báo trên mấy cái clip mà phát trực tiếp hay là clip em quay lớn á là nó chỉ có thân máy thôi nha. Dành cho anh em nào đã mua đồ bên em cũng đã biết rồi, là giá đó là giá body đó. Còn bây giờ thì em sẽ đi chi tiết cận cảnh từ từ cho anh em mình để tham khảo về những món đồ pin bên em hiện có ha. Thì hiện tại trước mặt với anh em đây, đây là cái con khoan RYOB 3 chức năng có chỗ than của thằng RYOB ha. Thì anh em nào có pin sạc rồi thì giá thân máy của một thân máy khoan 3 chức năng nè. Đó, khoan có búa, bắn vít và khoan sắt gỗ, nó có 3 chức năng và 2 cấp nhanh chậm và 24 cấp trượt. Thì con này dùng cho anh em nào khoan sắt gỗ nè, bắn vít nè, khoan tường mỏng xài gia đình hoặc là làm nhôm gỗ rồi đó thì dùng con này là nó khá là hợp lý luôn, nó có than. Ví dụ như một cái body thân máy như vậy, giá của nó sẽ là 700.000 cho anh em nào có pin sạc rồi nha. Đó là thân máy khoan 3 chức năng có chỗ than, giá là 700.000 một thân máy. Đó. Dành cho anh em nào có pin RYOB của những món khác rồi mà chưa có khoan á thì anh em mình chuyển khoan này. Thân máy là 700.000 một thân máy như vậy, khoan 3 chức năng RYOB. Còn anh em nào mà nói là không cần dùng búa thì mình chuyển sang cái khoan này ha. Khoan này là không có chức năng búa thì nó chỉ có khoan và bắn vít thôi. Nó khoan sắt gỗ và bắn bít thôi thì nó vẫn là 24 cấp trượt và 2 cấp nhanh chậm, đầu kẹp auto lock 13 ly. Con này là con có chỗ than, về cái vấn đề than trong á nên anh em cứ việc yên tâm ha, mấy dòng này xài thiên thu luôn, lâu lắm thì mới hết than và anh em chỉ cần thay motor thôi. Và giá hiện tại motor thành của nó chỉ cũng chỉ 100.000 thôi mà anh em xài biết bao lâu mới hết nổi than nó, để thay một cái motor như vậy 100.000. Đó, nhiều khi anh em xài không còn nhận ra cái khoan nhưng mà cái motor nó vẫn còn chạy luôn. Đó, thì anh em lưu ý giùm em chỗ này ha. Thân máy khoan 3 chức năng. Đó, khoan bắn vít, khoan có búa là hay em hay còn gọi là 3 chức năng á. Thì giá hiện tại của nó sẽ là 700.000. Còn thân khoan 2 chức năng nè. Đó, khoan 2 chức năng, không có búa. Đó, giá hiện tại của em đang em bán cho anh em mình đó là 500.000 một thân máy. Đó, rất là rẻ luôn. Anh em nào có pin sạc rồi chị mình chỉ triển thôi. Còn anh em nào chưa có pin sạc thì xíu nghe em báo pin sạc mình có thể ghép bộ sao ha. Ví dụ như một cục pin 1.5, đây giá hiện tại là 350 một cục. Đó, pin 4A giá 900, 4A vỏ đen là 900.000 một cục nha. Tất cả pin em là đều là pin zin nha anh em. Đó, pin zin hãng, pin nào đóng mới em sẽ nói đóng mới nha. Đây là 5A giá sẽ là 1 triệu một cục. Và sạc chậm này là sạc chậm 300.000, sạc nhanh này là sạc 400.000. Ví dụ như anh em mua một cây khoan mà thân máy là 500.000. Đó, cộng với cục pin 1.5A là 350 nữa là 850 ha. Cộng với lại sạc chậm là 300. Có nghĩa là 1.150.000. Hoặc là sạc nhanh 400.000 thì là anh em nè, 500 cộng 350 là 850, cộng sạc 400.000 nữa là 1.250.000 là anh em có được một cái bộ máy pin sạc như vậy. Đó. Lấy cái sạc xuống. Đó. Ví dụ như vậy đây. Rồi, thân máy này là 500.000 cộng với pin 1.5 cộng với sạc chậm. Đó, thân máy 500 cộng 350 cộng cục pin 350 là 850, cộng sạc chậm là 300.000 là 1.100
50.000 là anh em có một cái bộ khoang hai chức năng như vậy, một máy một pin một sạc như vậy. Còn anh em nào muốn lấy thêm pin thì mình lấy thêm một cục thì mình cộng thêm 150-350 nữa là đủ thành một bộ ha. Thì cái vấn đề này em nói để cho anh em nào mới xem kênh hoặc là anh em nào là trước giờ đang lăn tăn á về cái vấn đề pin sạc á, thì em cũng nói rõ cho anh em mình hiểu luôn một lần để sau này anh em mình đỡ bỡ ngỡ. Chứ có một số anh em thì không hiểu được cái vấn đề về máy thì nói như vậy để cho anh em mình nắm bắt và tham khảo luôn đó. Anh em yêu quý thì ủng hộ em thôi là được rồi. Rồi tiếp tục với anh em mình, đó là một cái dòng khoan. Thì anh em nào mà thích không chỗ than đó, thích không chỗ than thì lấy loại này. Đây là khoan hai chức năng không chỗ than, 10 cấp trượt, hai chức năng có nghĩa là không có búa nha anh em, và hai cấp nhanh chậm. Dòng này là dòng không chỗ than, đầu kẹp autolock cũng là 13mm luôn. Và thân máy này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 900.000 một thân máy. Anh em nhớ giùm em ha, nhớ mã hoặc là chụp lại màn hình lúc em đang cầm cái máy như vậy đó, là để mình biết giá và mình triển thôi. Thân máy nè là 900.000 chưa bao gồm pin sạc. Ví dụ anh em lấy pin sạc thì anh em cộng tiền vô, giống như ngay từ đầu em báo giá pin sạc cho anh em mình vô luôn rồi ha, cho nó dễ luôn đó. Thân máy như vậy không chổi than hai chức năng là 900.000 một thân máy nha. Đó, đây là thân máy hai chức năng, 900.000 một thân máy. Mà lấy giùm anh cái cây khoan ba chức năng à, không than này kia đây. Lại đây à, đây là thân máy hai chức năng không chổi than ha, giá hiện tại là 900.000 một thân máy, 10 cấp trượt ngắt điện tử đó, hai cấp nhanh chậm, khoan sắt gỗ, đầu kẹp 13 ly đó, rất là đẹp luôn ha. Mấy con này tình trạng còn đẹp, anh em về bao xài gia đình, bao đi công trình đó, tất cả em đều bảo hành cho anh em mình là 3 tháng máy pin sạc, nên anh em mình cứ việc yên tâm mà dùng luôn. Rồi đây là thân máy hai chức năng không chổi than, giá 900.000 một thân máy. Rồi tiếp tục với anh em mình ha, đây là thân máy ba chức năng không chổi than, giá hiện tại của nó sẽ là 1.600.000 một thân máy nha. Đây là ba chức năng không chổi than đó, 24 cấp trượt ba chức năng, nhưng mà nó là dòng không chổi than thì nó sẽ cao hơn đó. Thì con này hiện tại giá sẽ là 1.600.000 một thân máy. Đây là R18BD7 ha, anh em nào biết dòng này thì khỏi phải bàn nữa rồi, bao lực bao châu. Đối với anh em nào mà muốn xài lực, một số anh em gia đình hay là thợ thầy nhẹ nhẹ nhàng nhàng đồ, anh em làm mấy cây than này cũng vi vu rồi. Rồi tiếp tục với anh em mình ha, đây là cái con chiên vít của thằng Ryobi. Thì đây là chiên vít có than của Ryobi ha, con này là để cho anh em bắn ton bắn gỗ đồ này kia nè, sử dụng pin 18V của Ryobi đó. Thì như một cái thân máy về hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 900.000 một thân máy ha. Bắn vít chuyên vít nha, đầu này là chuyên vít đầu 6.35mm đó. Anh em dùng mà muốn dùng chuyên vít mà bắn gỗ bắn ton đồ này kia nhiều á thì anh em dùng con này, giá hiện tại là 900.000 một thân máy đó, chuyên vít Ryobi. Nay em sẽ làm một cái clip chậm chậm cho anh em mình để anh em mình nắm bắt được cái vấn đề, tại vì trước giờ anh em mình có một số anh em hay bình luận hỏi về đầu pin lắm. Hôm nay em làm clip từ từ. Rồi đối với khoan pin á thì em có một dòng cao cấp nhất hiện tại, đó là dòng Ryobi HB có búa này mới ra. Thì cao cấp hơn cái dòng bình thường, đó là cái motor nó có để chữ HB anh em, đó là cái thân máy nó có để chữ HB luôn gọi là công nghệ mới anh em, thì nó có chữ thêm chữ HB như vậy đó. Và một thân máy khoan, một tay nắm như vậy đó, Ryobi One HB ha, em đọc mã cho anh em mình luôn. Con này là mã Mỹ nè anh em, đó có chứng nhận UL đàng hoàng ha, mã QR luôn đó. Quay mã thông số cho anh em mình coi nha, đầu kẹp vẫn là 13mm. Và con này là khoan HB ba chức năng của Ryobi, dòng cao cấp nhất hiện tại. Thì một cái thân máy như vậy em đang bán cho anh em mình với giá là 2.500.000 một thân máy nha. Thân máy này thân máy Mỹ mới 100% hoàn toàn đó. Thì như con này hiện tại em đang bán cho anh em mình với thân máy là 2.500.000 một thân máy đó. Khoan pin Ryobi 18V, hai cấp nhanh chậm, 22 cấp trượt luôn, có chức năng búa, ba chức năng đó anh em đó. Thì như con này nè, anh em nào thích sưu tầm hoặc là mua về mà dùng lực lớn á thì anh em dùng con này Ryobi HB. Con này hiện tại giá là 2.500.000 một thân máy ha, có tay nắm đồ này kia đầy đủ luôn, hàng này là hàng full hộp. Rồi rồi tiếp tục với anh em mình ha, thì bên đây thì có mấy cái mẫu bắn đinh cho anh em mình luôn.
Đây là bắn đinh U của thằng Ryobi. U này là U dài nha. Đó, đây là bắn đinh U ha. U này là để cho anh em bắn nẹp, bắn thảm, bắn gỗ rồi này kia nè, bắn ghim nè. Đó, nhưng mà này là U dài chứ không phải là dạng U ngắn nha. Cưng lấy cái máy U ngắn bên đây cho anh. Đó. Đây, đây là bắn đinh U 18V của Ryobi ha. Thì em đập khẩu đinh cho anh em mình coi luôn. Khẩu đinh của nó sẽ là 10mm cho tới 38mm nha. Đinh này là đinh 3/8 inch. Đó, thì đinh này là đinh U dài. Đó, thì anh em nào dành U dài sử dụng hay sử dụng U dài thì dùng con này. Giá hôm nay sale kịch độc, chỉ có 800.000 một thân máy cho anh em mình luôn. 800.000 một thân máy bắn đinh U dài nha. Anh em lưu ý ha, cái dĩ màu trắng này là U dài, 800.000 một thân máy. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Đây là cái bắn đinh U ngắn nè anh em. Đây, bắn đinh U ngắn này để cho anh em bắn lợp in xe nè, bắn gỗ nè, bắn thảm nè, bắn bọc da nè. Đó. Thì cái đinh này là đinh 6mm cho tới 14mm ha. Đinh này là đinh U ghim nè anh em. Đó. Sử dụng pin 18V của Ryobi luôn. Và một cái hiện tại như vậy em đang bán cho anh em mình với giá thân máy là 1.200.000 một thân máy bắn đinh U Ryobi. Đó, 1.200.000 một thân máy bắn đinh U như vậy nha. Cực kỳ đẹp luôn, hàng gần như hộp luôn rồi. Đó. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Đó là cái bắn đinh ép của thằng Ryobi. Bắn đinh ép này sử dụng pin 18V của Ryobi ha. Ép này là ép tối đa được 5 phân. Đó. Ép tối đa được 5 phân. Cái này là anh em dùng nhiều nhất nè. Gọi là đinh mua chỗ nào cũng có, hay còn gọi là đinh ép đó anh em. Đó. Ép nhỏ nhất của nó là 1,5 phân và lớn nhất của nó là 5 phân nha. Ở bản này là bắn được 5 phân vivo. Ở đây thì anh em có thể chỉnh được cái lực mạnh yếu của nó. Bên đây thì anh em chỉnh được cái độ nông sâu của đinh ở đây. Đó, độ nông sâu nằm ở đây nè anh em chỉnh thôi. Đó, thì như một cái thân máy bắn đinh U như vậy, tình trạng hơi xước như vậy, em đang bán cho anh em mình với giá là 1.300.000 một thân máy bắn đinh U pin Ryobi, bắn đinh ép pin Ryobi. Đó, bắn đinh ép Ryobi, giá là 1.300.000. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Thì đây là cái thân máy bắn bù lông. Dòng này là dòng bắn bù lông có chỗ than nha anh em. Đó, con này là lực 360 Nm, nhưng mà con này tình trạng nó hơi cũ như vậy rồi nè. Đó, nó hơi cũ. Đó, con này là anh em mà thợ xe, thợ thầy đồ này kia, mở bánh xe tay ga đồ này kia, đổ lại xe 7 chỗ đồ trở xuống á, thì dùng con này là khá hợp lý luôn. Đầu khẩu là 1/2 phổ thông, 3 cấp chỉnh lực ở đây. Đó. Tình trạng nó hơi cũ như vậy ha. Sử dụng pin 18V nên hiện tại em thanh lý giá cho anh em mình với giá là 1.500.000 một thân máy bao ship cho anh em mình luôn. Lực 360 Nm, tình trạng hơi cũ xíu. Đó, vẫn full zin, hoạt động bình thường không lỗi lầm, bảo hành 3 tháng cho anh em mình luôn. Giá bù lông Ryobi hiện tại là 1.500.000 một thân máy nha anh em. Đó, anh em lưu ý giùm em nhớ mã là được. Rồi. Tiếp tục với anh em mình ha. Bên đây thì em có một số cái cắt rung cho anh em mình nè. Đây. Đây là cắt rung pin. Đó. Thì hiện tại nó có 3 đời cho anh em mình luôn. Để 3 đời kế bên nhau cho anh em mình so sánh cho nó dễ luôn ha. Mỗi máy đều tặng cho anh em mình lưỡi mẫu hết nha. Đó. Đây. Đây là 3 đời cắt rung của thằng Ryobi ha. Cắt rung đời cũ còn không? Đây. Rồi, đây là 3 đời cắt rung của thằng Ryobi. Đó, như anh em thấy đây. Đây là cắt rung Ryobi có chỗ than, mẫu cũ nha anh em. Đó. Mẫu cũ sử dụng pin 18V Ryobi. Đó, 20.000 vòng trên phút ha. Thì một con cắt rung này là dùng anh em để nè, dùng có thể chà nhám nè. Đó. Anh em cắt ống nhựa nè, cắt ống đồng nè. Đó, anh em mài nhựa rồi nè. Nói chung là cắt rung là dùng lực rung để cắt. Đó, có một số anh em thì biết rồi, có một số anh em chưa biết. Thì một cái thân máy cắt rung đời cũ như vậy, em đang bán thanh lý cho anh em mình với giá là 300.000. Tặng anh em một cái lưỡi cắt gỗ ha. Đó, một cái máy cắt rung đời cũ như vậy, thanh lý cho anh em mình thân máy là 300.000. Tặng anh em một lưỡi gỗ. Đó, làm mẫu. Đó, rồi, tiếp tục. Đây là con cắt rung đời kế tiếp.
các rung đời kế tiếp thì nó có điều tốc, nhưng mà có chức năng điều tốc ở đây, và đầu gài lưỡi của nó là đầu gài lưỡi lục giác nha anh em. Đó, có cây lục giác bên hông mái tặng kèm cho anh em, về anh em tháo lưỡi luôn. Đó, nó là như vậy thôi. Đó, có cây lục giác để anh em tháo lưỡi này kia. Đó, thì hiện tại một cái thân máy về em đang bán cho anh em mình với giá là 600.000 một thân máy các rung pin Ryobi, tặng một lưỡi gỗ tặng kèm, 600.000 một thân máy các rung pin Ryobi, các ống đồng, các sắt, các gỗ. Đó, chà nhám được luôn. Đó, dùng lực rung để cắt, có điều tốc ở đây luôn. Đó, 2020. Đó, thì một cái thân máy cắt rung như vậy, giá hiện tại là 600.000 một thân máy nha. Đó, tiếp tục, đó là con cắt rung pin. Cắt rung cuối cùng đó là cái con cắt rung mà cái đầu nó có gật gù được 90 độ nha anh em. Đó, cái đầu này nó có thể gập ở tư thế khó rồi nè. Đó, anh em có thể gập gấp ở tư thế khó. Và đầu lưỡi nó là đầu gài nhanh. Đó, anh em bật cái này lên nè, là nó có thể bật lưỡi lên, em bỏ lưỡi vô thôi. Còn em bung xuống là nó gài lại lưỡi. Đó, đầu gài lưỡi nhanh và có điều tốc ở đây. Và một cái thân máy hiện tại như vậy, các rung gật gù em đang bán cho anh em mình với giá là 900.000 một thân máy nha. 900.000 một thân máy các rung gật gù ha. Đó, đây là các rung gật gù. Rồi, tiếp tục với anh em mình nha. Đây là cái con bù lông gốc của thằng Ryobi. Bù lông gốc Ryobi. Đó. Con này là lực khoảng 60 Nm nha anh em. Đó, 220 vòng trên phút. Đây là bù bông gốc, đầu là 3/8 mm ha. Đó, sử dụng pin 18V luôn. Thì một cái thân bù lông gốc như vậy, hiện tại em thanh lý cho anh em mình với giá là 400.000 một thân máy thôi. 400.000 một thân máy bù lông gốc Ryobi, sử dụng pin đầu là 3/8 mm, lực là 60 Nm. Đó, đây là bù lông gốc, anh em lưu ý chụp mã giùm em ha. Đó, rồi. Tiếp tục với anh em mình ha. Bên đây thì em có một số cây cưa kiếm cào cào của thằng Ryobi nè. Đó, đây là cưa kiếm cào cào, dùng để anh em cắt nhánh nè, cắt cành hay cắt gỗ rồi đó. Thì anh em dùng cưa kiếm này, anh em cầm tay khá là gọn ha, và chắc tay. Mấy con này sản xuất năm 2021 thôi. Và có lưỡi là lưỡi, có lưỡi mẫu cắt gỗ em tặng kèm nha. Đó, anh đây anh em kẹp vô cây là anh em cắt thôi. Thì hiện tại một cái thân máy vậy đang sale cho anh em mình với giá là 900.000 một thân máy nha. Cưa kiếm cào cào Ryobi, 900.000 một thân máy cưa kiếm cào cào ha. Thì anh em nào quan tâm thì chốt hạ, con này khá ok nè. Đó, có tặng lựa mẫu đi kèm luôn. Rồi, tiếp theo đó là cái cây cưa kiếm. Cưa kiếm này là cưa kiếm cao cấp hơn, đó là cưa kiếm Ryobi không chỗ than HB nè anh em. Đó, cây này là cây HB mẫu mới nhất nè, đã 2021, 3.000 vòng trên phút. Cây này thì anh em bao cắt gỗ, cắt sắt này kia rõ ràng rồi. Lưỡi của nó là lưỡi ha, lưỡi của nó là lưỡi gỗ em tặng kèm theo máy nha. Và Ryobi One HB đời mới nhất không chỗ than ha. Thì hiện tại một cây cưa kiếm không chỗ than như vậy, có hộp này kia đầy đủ luôn, em đang bán cho anh em mình với giá là 1.900.000 một thân máy cây này nha. 1.900.000 thân máy cưa kiếm Ryobi One HB. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Đây là cái cây máy mài pin của thằng Ryobi. Đó, máy mài pin Ryobi ha. Sử dụng pin 18V Ryobi, lưỡi đá là 115 mm. Con này là tua 7.500 vòng trên phút ha. Có chỗ than. Cây này đặc biệt cái là rất trâu bò luôn, anh em quăng rầm rầm luôn. Em đưa mấy anh thợ dùng ở nhà mà cái cây máy mài không còn nhận ra cây máy mài, mà máy nó vẫn chạy lên, em hiểu trâu bò nó rồi. 2 năm trời chưa đụng gì hết. Đó, thì hiện tại như cây này là tình trạng cực kỳ đẹp ha. 90% trên nha. Đánh sản xuất là năm 2021 luôn. Cây máy mài pin 18V đẹp như vậy, em đang bán cho anh em mình với giá thân máy là 1 triệu đúng ha. 1 triệu đúng một thân máy mài pin Ryobi. Đẹp, đầy đủ phụ kiện như là chụp lưỡi nè, tay nắm đồ có đầy đủ hết. Về anh em chỉ cần bỏ pin vô là xài thôi. Rồi, tiếp tục với anh em mình bên đây. Đó là cái cây cưa xích 18V Ryobi. Đó, cây này là cây không chổi than nha anh em. Đó, cưa xích Ryobi 18V không chổi than, dở lên. Đó, 18V không chổi than. Đát là 2020. Rồi, đó, và lam của nó nè. Lam của nó là 3 tấc đúng nha anh em. Đó, lam 3 tấc đúng và không chổi than. Đát là 2020. Thì cây cắt này dùng để cho anh em cắt cần, cắt nhánh đồ này kia nhỏ nhỏ, cần cầm cỏ chân á,
trở lại là khá vi vu và hợp lý luôn. Và hiện tại một cái thân máy cưa xích không chỗ than dày em đang bán cho anh em mình với giá là 1,4 triệu một thân máy nha. 1,4 triệu một thân máy cưa xích pin không chỗ than VOB đó, cực kỳ đẹp. Rồi rồi tiếp tục với anh em mình ha. Khui cái này ra mình coi, đưa cái máy phun còn ra lấy cái hộp lại cho anh. Đó rồi, hiện tại là cái con máy này ngày qua nó gây sốt với anh em rất là nhiều ha. Đây là cái con máy phun còn 3 tia, có chỗ bán 500, có chỗ bán 800, có chỗ bán 1 triệu. Thì hỏi anh em tại sao thì nó lại bị giá nó như vậy, đó là do người nhập anh em. Thì quan trọng với một số người ha, thì người nào nhập được hộp á thì giá cực kỳ đẹp đó. Máy mới 100% đập hộp luôn đó, còn tem này đề kia đầy đủ ha, số series QR nằm ở đây rõ ràng. Còn có một số máy á thì là đát không có, máy không có hộp, nhập ngoài thì giá nó sẽ rẻ hơn thôi, nó là đơn giản như vậy thôi. Thì hiện tại em nhập toàn là hàng hộp như vậy đó, hàng hộp nguyên riêng body đó. Thì mà hiện tại một con máy phun còn 3 tia đó, sử dụng pin 18V như vậy, mới 100% chưa dùng, anh em về là anh em người dùng đầu tiên, em đang bán cho anh em mình với giá là 800.000 một thân máy, bao ship cho anh em mình toàn quốc ha. Real pin, sử dụng pin 18V. Đặc biệt con máy phun còn này anh em có thể là phun khử khuẩn nè, phun thuốc nè, phun thuốc mũi nè, rồi anh em xịt thuốc vườn cây anh em luôn. Bình dung tích chứa dung dịch là 1 lít luôn anh em. Và ở đây đặc biệt nó có cái tia là electrostatic, là nghĩa là dòng nước đi qua dòng điện nha. Có thể có một cái dòng điện đi vào nước giúp anh em khuẩn diệt nó khử sạch hơn. Đó, nó lại vậy thôi. Rồi, một cái thân máy phun còn gì em đang bán cho anh em mình với giá là 800.000, bao ship cho anh em mình. Rồi xuống con nó đi. Rồi tiếp tục với anh em mình ha. Thì đây là thân máy hút bụi pin RYOBI 18V, hàng nhập Mỹ mới nha. Đó, 18V RYOBI, hàng Mỹ mới 100%. Đó, chứng nhận UL, mã là mã mới nhất năm nay. Đó, thì con máy hút bụi pin cầm tay RYOBI này, hàng Mỹ mới 100% chưa dùng. Dùng để anh em hút ô tô, hút cầm tay, hút sofa nào này kia, có pin 18V ở nhà rồi á, thì anh em dùng con này là khá hợp lý. Giá hiện tại em đang bán cho anh em mình là 1,800,000 một thân máy hút bụi pin mẫu mới Mỹ như vậy nha, cầm tay. Đó, 1,800,000 một thân máy ha, hút bụi pin cầm tay Mỹ, 1,800,000 một thân máy. Rồi tiếp tục với anh em mình ha. Bên đây đó là cái cây tỉa hàng rào dùng pin 18V của thằng RYOBI. Thì cây này là chuyên dụng để tỉa cắt hàng rào, hay anh em dùng để cắt cỏ được luôn. Nó sử dụng pin 18V của RYOBI. Đó, thì ở đây nó có một cái lưỡi như cái lược vậy anh em, lưỡi tông đơ, hay anh em gọi là lưỡi tông đơ á. Và lưỡi của nó dài là 50cm nha. Đó, lưỡi này cực kỳ bén ha, còn sáng trưng như vậy là anh em hiểu cái độ mới của máy nó như thế nào. Và đát của nó nằm đây nha, đát của nó là đát 2021 nha anh em, mẫu mới nhất hiện tại, cắt tỉa hàng rào dùng để cắt cỏ được luôn. Dùng anh em cắt bonsai nè, cắt hàng rào vuông rồi nè, cắt cỏ nè, dưới nền đó. Thì hiện tại con này em đang bán cho anh em mình với giá là 1 triệu một thân máy như vậy nha. 1 triệu một thân máy cắt tỉa hàng rào RYOBI, sử dụng pin 18V của RYOBI nè, lưỡi là được 50cm nha. Đó, dòng này là anh em dùng khỏi phải bàn nữa rồi, cực kỳ bán. Rồi tiếp tục với anh em mình ha. Bên đây thì em có cái cưa đĩa RYOBI nha. Đó, em lấy một con ra em quay cho anh em mình coi. Đây con này đi. Đó, hôm bữa em quay con này lên, có một anh em vô bình luận bảo cưa đĩa có chỗ kia bán 550, mà ông bán 600.000. Rồi ok, chơi lớn với anh em luôn. Rồi thì hiện tại em đang có một con cưa đĩa lưỡi 150mm RYOBI ha. Lưỡi này là lưỡi 150 RYOBI nha, sử dụng pin 18V của RYOBI. Đó, quay cho anh em coi luôn. Đó, 4.700 vòng trên phút ha, lưỡi là 150mm. Thì lưỡi này anh em dùng để cắt gỗ nè,
Đó, lưỡi này anh em mà dùng để cắt ván, cắt gỗ DIY tại nhà khá là hợp lý luôn. Cây mở lưỡi nhét bên hông luôn. Lưỡi là 150mm. Em sẽ đưa anh em mỗi người một cái lưỡi bén, về cắt được thì mới bán. Đó, 4.700 vòng trên phút. Thì hiện tại một con cưa đĩa như vậy, nghe nói là chỗ bên kia bán là 550 đúng không? Em bán cho anh em mình với giá là 500.000, bao ship cho anh em mình luôn. Cưa đĩa pin Ryobi lưỡi 150 500.000, bao ship cho anh em mình luôn. Đó, đừng nói đừng nói chỗ nào bán rẻ hơn em. Đó, mất công em lại ship cho anh em nữa. 500.000 một thân máy, bao ship cho anh em mình. Đó, cưa đĩa pin Ryobi lưỡi 150mm. Rồi, tiếp tục với anh em đó là mấy cái bơm ha. Hiện tại thì còn mấy cái bơm, quay cho anh em mình coi luôn. Rồi, đây là bơm xe pin Ryobi. Đó, bơm xe pin Ryobi ha, sử dụng pin 18V của Ryobi. Bên đây là anh em dùng để bơm bánh xe, bên đây là anh em dùng để bơm phao nè. Có một cái ống dây bơm phao em chưa bỏ vào. Đó, đầy đủ hết. Đó, anh em ở đây anh em có thể chỉnh được PSI. Đó, chỉnh được PSI, chỉnh được bao nhiêu PSI rồi nó tự dừng luôn. Sử dụng pin 18V Ryobi ha. Con này thì dùng để bơm xe, bơm phao, bơm vanh, bơm bóng là khá là hợp lý luôn. Hiện tại thân máy cũ như vậy, em đang bán cho anh em mình với giá là 900.000 một thân máy ha. Bơm xe pin Ryobi 900.000 một thân máy. Đó, giá hôm nay trên đây là bao ship hết rồi. Nên em mình cứ việc yên tâm ha. Bảo hàng thì có tem dán bảo hành 3 tháng cho anh em mình luôn. Đó, bơm pin Ryobi, bơm phao, bơm vanh, bơm bóng. Đó, giá 900.000 một thân máy như vậy. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Bên đây thì em còn số cái nhám tăng pin của thằng Ryobi. Đây là nhám tăng pin của Ryobi nha. Nhám tăng sử dụng pin của Ryobi. Đó, 76x457mm. Nhám này thì anh em lên Shopee mua rẻ lắm. Một chục tờ hình như là nó có 112.000 à. 10 tờ mà chỉ có 112.000 thôi. Đó, nhám tăng khổ là anh em tự chọn luôn. Em ở đây em chỉ có một tờ nhám mẫu là tặng kèm theo máy cho anh em thôi. Còn nhám gì anh em tự mua. Một cái thân máy nhám tăng pin vàng, em đang bán cho anh em mình với giá là 600.000 một thân máy ha. 600.000 một thân máy, có túi giải đồ này kia đầy đủ nha. Nên anh em mình cứ việc yên tâm. Nhận hàng hay là có thắc mắc gì khi mua hàng thì cứ việc gọi điện trực tiếp cho em. Hỏi thẳng ơi máy đó có gì hay thiếu cái gì không. Đó thì em sẽ trả lời cho anh em. Còn lúc nhận hàng anh em cũng phải được kiểm tra thanh toán thì anh em mới mua hàng. Rồi, một cái thân máy nhám tăng pin về, anh em bán cho anh em mình với giá là 600.000 một thân máy nha. Nhám tăng pin Ryobi 600.000 một thân máy, 250 vòng trên phút. Đó, nhám tăng pin Ryobi 600.000 một thân máy. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Bên đây thì có một cái con máy rửa xe pin, em xuống luôn. Ở đây ha, thì hiện tại là em mới nhập được về mấy con máy rửa xe pin của Ryobi. Rửa xe dùng pin Ryobi nha. Hàng này là hàng EU nha anh em. Hàng cho sức cho thị trường châu Âu nè. Đó, đó, nguyên khối liên minh EU là có Ryobi, là xài những cái con máy rửa xe như vậy. Đó, gọi là hàng EU. Còn hàng Mỹ thì ở trong thị trường Mỹ chỉ có nước Mỹ có. Rồi hàng Úc chỉ có thị trường Úc và New Zealand có, nó là vậy thôi. Đó, thì thị trường này là thị trường EU. Và đây là con máy rửa xe Ryobi pin 320 PSI nha. Sử dụng pin 18V của Ryobi, hàng mới cứng. Đó, mới 100%, có dây hút nước cho anh em luôn. Dòng này thì anh em dùng để nè, rửa xe gia đình. Đó, rửa xe gia đình hoặc là tưới cây phun thuốc, đó, khá là hợp lý luôn ha. Tưới cây vườn hoặc là phun thuốc vườn hoặc là xịt cây ăn trái đồ này kia khá là hợp lý luôn. Thì một cái thân máy như vậy, em đang bán cho anh em mình với giá là 2.800.000 bao ship ha. Nghe điện thoại mạnh cái. 2.800.000 bao ship cho anh em mình một cái thân máy rửa xe pin nha. Đầu thì ba cấp chỉnh lực nè anh em. Cấp turbo. Đó. Cấp nước nhỏ giọt, cấp 15 độ tia nè, đó. Đầu bét 3 tia, tất cả là zin theo nguyên hộp phụ kiện như vậy nha. 320 PSI, sử dụng pin 18V của Ryobi, hàng mới cứng 100%. Giá hiện tại là 2.800.000 một thân máy rửa xe pin của Ryobi, sử dụng pin 18V nha. Đó, 2.800.000 một thân máy. Rồi, em khui cái thùng combo này ra đây. Rồi, có một số anh em thì bảo Thắng có combo nguyên có túi giải rồi đựng này kia không á. Thì hiện tại là em còn một cái combo 4 món của Ryobi nha. Đây là combo máy Ryobi 4 món. Đó, combo thì nó là sẽ nằm đủ như vậy ha.
đó, máy bắn vít, máy khoan, máy khoan máy mài đó, chiên vít, máy khoan máy mài, cưa đĩa đó, đó máy khoan máy mài ở đây. Rồi rồi rồi, em nghe rồi, anh cứ ghé đi, có người sẵn sẵn ở shop rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Đó, máy khoan ở đây. Đó. Ê, ê, lấy giùm anh. Rồi cua ra hết đi. Một máy khoan ha. Một máy bắn vít. Một máy mài pin Ryobi, 2 viên pin. Đó. 2 viên pin mới keng 100% chưa dùng. Đó, 4 món như vậy. Lấy cái thùng lại cho anh luôn. Đây, một cái combo máy, 4 máy như vậy, như hình nè anh em. Máy cưa đĩa nè, máy khoan 2 chức năng nè, máy chiên vít nè, máy mài nè, 2 viên pin 2.5A cộng sạc nhanh ha. Thì hiện tại một cái combo này em đang bán cho anh em mình với giá là 4.8 triệu nha. Đó, 4.8 triệu một cái combo máy khoan 2 chức năng, máy chiên vít Ryobi, máy mài Ryobi, máy cưa đĩa Ryobi, hàng mới 100%, 2 viên pin 2.5A tháo pin ra. Đó, như cái hình này nha anh em, như cái thùng nè. Đó, 2 viên pin 2.5A cộng sạc nhanh, giá hiện tại của em đang bán cho anh em mình với giá là 4.8 triệu. Combo này anh em không có tìm ra được, mà hàng mới 100%, full thùng túi vải sách như vậy, giá là 4.8 triệu combo này đâu anh em, em tuyên bố luôn á. Combo 4 máy, 2 pin 1 sạc, giá 4.8 triệu theo thùng nha anh em. Đó. Combo Ryobi 4 món, 2 pin 1 sạc, giá 4.8 triệu. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Đó là em còn một cái khoa combo khoan Boss nè anh em. Đây là combo khoan Boss của thằng Boss Germany. Boss này là Boss thị trường châu Á. Boss là có dòng pin rồ co nha anh em. Đó, có dòng pin ở đây, dòng pin rồ co, pin thế hệ mới nhất hiện tại. Đó, một hàng sale 4A. Đó, là anh em hiểu rồi hả. Đó, đây là khoan Boss 3 chức năng, một máy một pin 4A cộng sạc như vậy. Hôm nay em đang thanh lý cho anh em mình ha. Giá của nó hiện tại sẽ là 3.600.000. Một combo duy nhất cho anh em mình ha. Máy khoan 3 chức năng Boss, mã là GPS18V55, một máy một pin 4A cộng sạc nhanh, khoan 3 chức năng. Đó, hai cấp nhanh chậm ha. Con này là không chỗ than, bao anh em công trình này kia luôn nói về Boss Germany made in Malaysia. Thì anh em khỏi bàn về chất lượng ha. Made in Malaysia, gốc là Germany. Đó, mấy dòng này bao trâu bò cho anh em cài công trình luôn. Thì hiện tại là 3.6 triệu combo này, một combo duy nhất 3.600.000 ha anh em. Đó. Rồi, qua. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Hôm nay thì em có một cái thân máy khoan pin của thằng AG 18V, không chổi than, 3 chức năng luôn nha. Hai cấp nhanh chậm, 100 cấp trượt. Đó, đầu kẹp 13 mm. Đầu này là đầu auto lock, khoan 3 chức năng nè anh em. Của AG, dòng này thì trâu bò khỏi phải bàn rồi. Đó, một cái thân máy hiện tại giờ em đang bán cho anh em mình với giá là 1.8 triệu một thân máy ha. Một thân máy khoan AG 3 chức năng, 1.8 triệu một thân máy. Đó. Một thân máy chiên vít AG. Đó, 3 cấp chỉnh lực ở trên đây. Thân máy chiên vít AG, 3 cấp chỉnh lực ở trên đây. Đó, đát 2020 luôn ha. Một thân máy như vậy hiện tại em đang thanh lý cho anh em mình với giá là 1.800.000 luôn. Thân khoan 3 chức năng, 1.8 triệu, thân vít AG. Đó, 1.8 triệu luôn. Anh em mà có cặp này là bao đâm công trình luôn rồi. Đó. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Bên đây thì cũng còn một số cái đồ Ryobi, pin thanh lý cho anh em mình luôn. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Đây là thân khò nóng của thằng Ryobi. Đây là khò nhiệt Ryobi nha. Khò này thì anh em dùng để khò tem nè, khò dán keo nè. Anh em khò mực, nướng mực ăn luôn. Đó, đây là khò pin Ryobi 18V, đá 2019. Và một cái thân khò như vậy em đang bán cho anh em mình khò nóng pin Ryobi nha. Em đang bán cho anh em mình với giá là 1.4 triệu một thân máy khò nóng pin Ryobi nha.
1,4 triệu nha anh em, lưu ý nhớ mãi giùm em ha. Thân khò nóng pin Ryobi 1,4 triệu đó. Rồi hôm nay thì em còn một cái thân vít của thằng Ryobi ha. Thân vít này là Ryobi HB, sử dụng pin 18V của Ryobi. Dòng này là dòng HB bú dầu mới nhất của thằng Ryobi nè. Đó, 4 cắm chỉnh lực ở đây, có cắp auto top ở đây luôn. Và hiện tại một cái thân máy mới Mỹ như vậy, em đang bán cho anh em mình với giá là 2 triệu đúng một thân máy chuyên vít Ryobi bú dầu Mỹ mới nha. Máy em là mà máy là phải có số seri, có mã QR đàng hoàng nha. Còn máy mà không có số seri hay là tem á thì anh em nên xem lại ha. Đó, đây là hàng hộp ha. Giá 2 triệu đúng một thân máy. Đó, chuyên vít Ryobi không chọi than HP, 4 cấp chỉnh lực. Rồi, tất cả các mặt hàng trên anh em đều bao ship cho anh em mình ha. Về sau lỗi hỏng em hỗ trợ sửa chữa cho anh em mình hết, bảo hành 3 tháng. Anh em nào muốn xem trực tiếp thì tới cửa hàng tại 18 đường 8, phường Linh Trung, quận Thủ Đức ha. Tới test máy ok, hài lòng đi về. Còn em nào ở xa thì chỉ cần chốt món nào chụp màn hình em món đó, gửi qua Zalo hoặc gọi trực tiếp qua số điện thoại em để trên bài. Còn bây giờ thì chào anh em.